Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365, chương trình tổng hợp liên tục những tin tức mới nhất mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chương trình. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tới với chuyên mục điểm tin chính. Diễn biến dịch phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản khẩn tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Thoái thác trách nhiệm khi có F0, doanh nghiệp bị Bí thư thành phố Hồ Chí Minh chỉnh đốn. Thái Bình họp khẩn tìm giải pháp ngăn chặn các ổ dịch đang lây lan nhanh. Vụ giao bán thuốc Monunpiravir trên mạng phát hiện Trung tâm Y tế Bình Tân thiếu 40 hộp thuốc. Thành phố Hồ Chí Minh quản lý F0 lỏng lẻo, số ca nhiễm tăng nhanh. Thưa quý vị, đại diện huyện Hóc Môn và Nhà Bè, hai địa phương đang là tâm điểm của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều cho rằng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sau khi công nhân trở lại làm việc, việc quản lý F0 có tình trạng lỏng lẻo. Hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo đã họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Vấn đề được báo chí quan tâm nhất đó là tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Số ca mắc COVID-19 F0 tăng nhanh trên địa bàn hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ. Bà Lê Thụy Mỹ Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn có dấu hiệu tăng, nguyên nhân là do mở lại các hoạt động kinh tế, công nhân trở lại làm việc, test nhanh lại doanh nghiệp phát hiện dương tính, công nhân tự do về lại cộng đồng làm lây lan dịch bệnh. Huyện Hóc Môn được sự hỗ trợ của HCDC đã khoanh vùng dập được 25 ổ dịch phát sinh trong cộng đồng. Bà Lê Thụy Mỹ Châu thừa nhận, địa phương gặp lúng túng trong việc quản lý F0 sau khi mở cửa trở lại. Doanh nghiệp khi phát hiện F0 thông báo với địa phương. F0 về lại địa phương không có sự quản lý nên tự do đi lại, không nắm được họ có đi chợ hoặc là đến những nơi đông người hay không. Huyện Hóc Môn cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các địa điểm làm khu cách ly tập trung, không có khách sạn đủ chuẩn làm khu cách ly, phải sử dụng trường hợp không đủ chuẩn để làm khu cách ly. Hiện nay, huyện Hóc Môn cũng đang tập trung xây dựng bệnh viện dã chiến 300 giường, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong tuần sau. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè cho biết, hiện nay dịch COVID-19 trên địa bàn đang ở cấp độ 2, thế nhưng những ngày gần đây, số F0 phát hiện trong cộng đồng đang có dấu hiệu gia tăng, phát sinh 543 F0. Qua phân tích, trong đó 200 F0 có nguồn gốc từ các khu công nghiệp, khu chế xuất. Nguyên nhân của tình trạng F0 tăng là do kết thúc giãn cách, lưu lượng lưu thông tăng dẫn đến số ca bị nhiễm bệnh tăng, tâm lý chủ quan, tiêm đủ 2 liều vaccine rồi không có nguy cơ nhiễm bệnh. Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khi công nhân đi làm trở lại, doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm, phát hiện F0 nhưng không thông báo cho địa phương, công nhân về khu nhà trọ, làm dịch lây lan, đặc biệt dịch lây lan trong các khu nhà trọ chật hẹp. Cũng theo đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè, hiện nay khi phát hiện F0, đối với những F0 có đủ điều kiện sẽ được đưa về nhà để cách ly. F0 không đủ điều kiện sẽ đưa vào khu cách ly tập trung. Huyện Nhà Bè cũng vận động chủ các khu nhà trọ dành 50% số phòng để thực hiện cách ly, khai báo đầy đủ. Trong thời gian cách ly, công nhân sẽ được chăm lo, an sinh, đảm bảo cuộc sống. Huyện Nhà Bè cũng đã làm việc với một số khu công nghiệp đi đến thống nhất sẽ xây dựng các khu cách ly tại khu công nghiệp Hiệp Phước để không các F0 về cộng đồng. Thiết lập đường dây nóng để thông báo tình hình với khu công nghiệp Long Hậu, Long An. Thoái thác trách nhiệm khi có F0, doanh nghiệp bị Bí thư thành phố Hồ Chí Minh chỉnh đốn. Thưa quý vị, chiều 11 tháng 11, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác tới kiểm tra và làm việc với một số doanh nghiệp thuộc ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố. Trách nhiệm và vai trò của doanh nghiệp, người lao động là những vấn đề chính được người đứng đầu Đảng bộ thành phố lưu ý tại buổi làm việc. Trong đó, vấn đề xử lý ứng phó trong trường hợp phát hiện ca mắc COVID-19 là điều các đơn vị cần lưu tâm. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nêu thực trạng, ở một số doanh nghiệp khi có công nhân nhiễm SARS-CoV-2, họ muốn thoái thác trách nhiệm, họ xử lý bằng cách thu dung, quản lý sơ sài để công nhân tự ra khỏi đó hoặc họ có cách khác để cho công nhân tự trở về địa phương. Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, dù xử lý theo hướng nào đi chăng nữa,
cũng đều thể hiện sự thiếu trách nhiệm, không thể hiện sự gắn bó với người lao động. Đây là điều cần phải khắc phục, không để tái diễn. Giải pháp được Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra là kiểm soát chặt chẽ công nhân, người lao động bằng ứng dụng công nghệ, kết hợp với các quy định về việc khi phát hiện F0 trong doanh nghiệp thì cần làm gì. Từ giải pháp đó, các cấp quản lý sẽ chia sẻ trách nhiệm và phân định trách nhiệm để cùng xử lý. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh định hướng, lợi thế ở đây là nhiều doanh nghiệp có thế mạnh về công nghệ. Thế mạnh này cần phát huy để tiến tới quản lý bằng công nghệ số. Ngoài ra, người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhấn mạnh, thời điểm này người lao động doanh nghiệp cần nhận thức rõ trách nhiệm, nắm bắt các kỹ năng để tự bảo vệ mình. HEPZA cần điều chỉnh hành vi phù hợp với tình hình mới để tránh lúng túng và có thể chủ động kiểm soát, xử lý khi xuất hiện ca mắc COVID-19. Ông Nguyễn Văn Nên quán triệt. An toàn của khu công nghiệp, khu chế xuất cũng là an toàn của thành phố. HEPZA cần tính toán phương án quản lý dựa trên đặc điểm của lực lượng lao động nhằm thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt dịch COVID-19. Báo cáo với đoàn công tác, ông Hứa Quốc Hưng, trưởng ban quản lý HEPZA cho biết, từ đầu mùa dịch đến nay, đơn vị ghi nhận hơn 8.000 ca mắc COVID-19 tại hơn 400 doanh nghiệp. Từ sau ngày 1 tháng 10, HEPZA có hơn 2.800 ca mắc mới, trung bình 70 ca trên một ngày. Hiện tại, 90% ca mắc COVID-19 của các doanh nghiệp thuộc HEPZA đã hồi phục và quay lại sản xuất. Khoảng 96% các doanh nghiệp cũng khôi phục lại các hoạt động. Hiện tại, HEPZA có nhiều khu công nghiệp đã thành lập từ năm 1992, cơ sở vật chất hạn chế, không có mặt bằng làm nơi cách ly. Do đó, ông Hứa Quốc Hưng đề xuất thành phố sắp xếp khu cách ly tập trung cho công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ chi phí để chăm sóc người lao động. Thái Bình họp khẩn tìm giải pháp ngăn chặn các ổ dịch đang lây lan nhanh. Thưa quý vị, chiều 11 tháng 11, trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình có nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, nhằm tìm giải pháp ngăn chặn ngay tức thì các ổ dịch, không để lây lan ra các địa phương khác. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thái Bình tổ chức họp khẩn trực tiếp và trực tuyến với 270 điểm trên địa bàn. Chỉ trong 2 ngày mùng 10 đến 11 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 26 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Vũ Thư 24 ca, 2 ca trong khu cách ly của huyện Hưng Hà, Thái Thụy. Riêng tại huyện Vũ Thư, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, qua xét nghiệm bằng phương pháp Real-Time PCR, đến 9 giờ ngày 11 tháng 11, địa phương đã ghi nhận 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều tại huyện Vũ Thư. Xác định đây là các ổ dịch phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao. Ngay trong tối mùng 10 tháng 11 và ngày 11 tháng 11, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã xuống trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các địa điểm ghi nhận ca bệnh. Hiện huyện Vũ Thư còn 20 mẫu gộp dương tính đang thực hiện xét nghiệm lại mẫu đơn, do đó có thể trong một vài ngày tới, số ca F0 sẽ tiếp tục tăng lên. Đây được coi là ổ dịch phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao. Các ca F0 xuất hiện tại doanh nghiệp, trường học và trong cộng đồng dân cư. Riêng ca F0 tại công ty Tân Đệ 6, xã Minh Quang hiện chưa xác định được mối liên quan dịch tễ với 9 ca F0 tại công ty Spectre Việt Nam, xã Vũ Đoài. Hiện nay, công ty Tân Đệ 6 đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc test nhanh cho 2.288 công nhân làm việc tại nhà máy, tạm thời dừng 4 dây chuyền có liên quan đến bệnh nhân dương tính. Riêng đối với công ty Tân Đệ 2, thực hiện xét nghiệm test nhanh cho 1.000 công nhân. Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Vũ Thư đã kiểm soát dịch trên toàn bộ địa bàn xã Vũ Đoài, phong tỏa tạm thời toàn bộ xã Nguyên Xá để xét nghiệm khoảng 8.000 dân. Tạm thời phong tỏa công ty Spectre Việt Nam và các điểm dân cư có F0, F1. Huyện Vũ Thư đã quyết định tạm ngừng hoạt động một số dịch vụ như karaoke, massage, sông hơi, các khu vui chơi, các khu du lịch và tạm dừng học trực tiếp tại trường trên địa bàn toàn huyện. Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình thống nhất quan điểm, cần bình tĩnh, không hoang mang, dao động và huy động cả hệ thống chính trị cùng tập trung, phối hợp cùng nhau ngăn chặn dịch bệnh. Sở Y tế cần đánh giá chính xác nguồn lây ở Vũ Thư, không để mất dấu F0, xác định các trường hợp có nguy cơ để thần tốc truy vết, xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị và nhân lực để chủ động trong điều trị, xây dựng ngay phương án chăm sóc F0, F1 tại nhà.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình thống nhất giải pháp của huyện Vũ Thư đang áp dụng tại 8 xã đang có các ca bệnh. Riêng xã Nguyên Xá đến hết đêm nay phải lấy hết xét nghiệm do nhân dân toàn xã. Khuyến cáo người dân ở Vũ Thư nếu không có công việc cần thiết thì nên hạn chế đi lại, giao lưu với các địa phương khác. Đối với các huyện, thành phố, tùy theo tình hình có các biện pháp phù hợp để tạm dừng các hoạt động trên địa bàn. Các địa phương cần vận động nhân dân trong tỉnh hạn chế ra khỏi địa bàn tỉnh, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người trong khu cách ly, phong tỏa, tiết giảm lượng người đến đám cưới, đám tang và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để bảo đảm độ bao phủ cần thiết trong phòng chống dịch bệnh. Vụ giao bán thuốc Monopiravir trên mạng phát hiện Trung tâm Y tế Bình Tân thiếu 40 hộp thuốc. Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra thuốc kháng virus Monopiravir trên địa bàn thành phố và phát hiện dấu hiệu vi phạm tại kho dược của Trung tâm Y tế quận Bình Tân. Ngày 11 tháng 11, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản gửi Bộ Y tế, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo báo cáo kết quả kiểm tra trong việc quản lý thuốc kháng virus Monopiravir trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại nhà và cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ngày 18 tháng 9, qua theo dõi kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một số thông tin quảng cáo kinh doanh thuốc kháng virus Monopiravir trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Sở Y tế đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA03 và Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03, Công an thành phố Hồ Chí Minh bám sát các nguồn tin, theo dõi đối tượng để được làm rõ vụ việc. Đến ngày 25 tháng 9, Sở Y tế và PA03 đã xác định một số đối tượng và đơn vị liên quan đến hành vi kinh doanh thuốc Monopiravir trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, quận 10, quận Bình Tân, quận Tân Phú được cho là các địa phương có dấu hiệu liên quan. Mặt khác, Sở Y tế đã phối hợp với PA03 kiểm tra đột xuất một số đơn vị như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược Sài Gòn Savaco, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức, Trung tâm Y tế quận 7. Tại quận Bình Tân, tổ công tác của Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng địa phương đã khám xét, kiểm tra nơi làm việc, kho dược của Trung tâm Y tế quận. Kết quả tại thời điểm kiểm tra cho thấy lượng thuốc Monopiravir còn thiếu 60 hộp, trong đó ghi nhận một dược sĩ đã cấp cho các khu cách ly 20 hộp và thiếu 40 hộp. Liên quan đến vụ việc, dược sĩ tại kho dược này cũng được đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra. Tại các đơn vị khác không có chênh lệch thuốc, sai lệch hồ sơ hay các vấn đề khác. Hiện nay, vụ việc kinh doanh thuốc Monopiravir đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra quận 10, Tân Phú, Bình Tân thụ lý. Nhằm đảm bảo hiệu quả của thuốc, quyền lợi người bệnh, tránh lợi dụng tình trạng dịch bệnh để trục lợi, Sở Y tế thành phố đề nghị các cơ sở nghiêm túc tuân thủ đề cương nghiên cứu và hướng dẫn việc sử dụng thuốc điều trị COVID-19. Việc cấp phát cần thực hiện kịp thời, quản lý, theo dõi chặt chẽ. Các phòng chức năng của Sở Y tế chịu trách nhiệm phối hợp theo dõi, tham mưu, giám sát chặt chẽ cơ sở y tế, trạm y tế trong việc cấp phát thuốc để sớm phát hiện tồn tại, ngăn chặn tiêu cực. Thuốc Monopiravir không sử dụng hết phải được thu hồi, hoàn trả để Sở Y tế xử lý đúng quy định chuyên môn. Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức các quận huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thường xuyên việc cấp phát thuốc điều trị F0. Cơ sở được phân phối thuốc cần phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh giám sát, kiểm tra đột xuất các đơn vị, xác minh ngẫu nhiên bệnh nhân đã dùng thuốc Monopiravir. Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ buôn bán thuốc giả VN Pharma giai đoạn 2. Động thái này được đưa ra sau khi nhà chức trách khởi tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường. Ngoài việc làm rõ sai phạm của ông Cường, cơ quan công an cũng chỉ ra những sai phạm của ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế. Theo kết luận điều tra bổ sung, hồ sơ hai thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin tồn tại hai bản giấy chứng nhận lưu hành tự do, viết tắt là FSC, và giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt thuốc, viết tắt là GMP. Photocopy công chứng được đưa vào trái quy định.
Vì vậy, hồ sơ thuốc này không đủ điều kiện để được xét duyệt cấp số đăng ký theo quyết định 3121 và thông tư 22/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc. Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng phòng quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược đã tự ý thẩm định lại hồ sơ theo các giấy FSC, GMP, công chứng trên đề xuất cấp số đăng ký không đúng quy định, trong khi tiểu ban pháp chế đã thẩm định, đánh giá hồ sơ đăng ký không đạt yêu cầu. Trên biên bản thẩm định hai thuốc này thể hiện việc sửa chữa, tẩy xóa, thay đổi ý kiến thẩm định của nhóm chuyên gia tiểu ban pháp chế. Các ý kiến trong biên bản thẩm định không thống nhất giữa các chuyên gia trong tiểu ban pháp chế. Quy chế 1753 quy định trách nhiệm chính phải kiểm tra, ra soát ý kiến đánh giá của các tiểu ban thẩm định được phân công cho bà Phạm Hồng Châu, trưởng phòng đăng ký thuốc và ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt. Căn cứ quy chế 1753, ông Cao Minh Quang với vai trò là Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt, trực tiếp chủ trì điều hành họp xét duyệt, có thẩm quyền và trách nhiệm xem xét biên bản thẩm định, ý kiến của chuyên gia và thành viên Hội đồng xét duyệt để đưa ra quyết định cấp số đăng ký cho các thuốc, trong đó có hai thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin. Ông Quang đã thiếu trách nhiệm khi xem biên bản thẩm định, không yêu cầu chuyên gia thẩm định, thành viên hội đồng xét duyệt có trách nhiệm liên quan, làm rõ mâu thuẫn trong ý kiến nhận xét của tiểu ban pháp chế, không yêu cầu nghiên cứu, xem xét lại hồ sơ khi biên bản thẩm định có dấu hiệu tẩy xóa, thay đổi ý kiến. Đồng thời, biên bản thẩm định hai thuốc trên không được gửi đến các thành viên hội đồng xét duyệt trước 5 ngày, theo quy định tại quy chế 1753. Nhưng ông Quang vẫn đồng ý đưa ra cho họp hội đồng xét duyệt và quyết định cấp số đăng ký cho hai thuốc này. Bản thân ông Cao Minh Quang là người ký ban hành quy chế số 63 có quy định phân công nhóm trưởng. Nhưng ngay sau đó, năm 2006 đến năm 2007, ông Quang không thực hiện mà không có văn bản sửa đổi là việc làm tùy tiện, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý. Thời điểm hai thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin được xét duyệt cấp số đăng ký, ông Quang là Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt. Khi biên bản thẩm định không thể hiện có nhóm trưởng nhưng đã không yêu cầu báo cáo, làm rõ mà vẫn đồng ý kết quả thẩm định vào quyết định cấp số đăng ký. Theo cơ quan an ninh điều tra, việc ông Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm trong việc xét duyệt quyết định cấp số đăng ký hai thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin mang nhãn mác Health 2000, dẫn đến hậu quả hai thuốc này được Việt Nam Pharma sử dụng số đăng ký nhập khẩu thuốc vào Việt Nam gây thiệt hại số tiền 50,6 tỷ đồng. Ông Cao Minh Quang còn có trách nhiệm trong việc ban hành các quy trình, quy chế về thẩm định cấp số đăng ký thuốc giai đoạn 2005-2010. Hành vi sai phạm của ông Quang có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, thì ông Quang còn có dấu hiệu vi phạm quy định tại pháp lệnh lãnh sự năm 1990 và thông tư 01/1999 của Bộ Ngoại giao. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã lấy lời khai những người có liên quan, đồng thời có văn bản đề nghị Bộ Y tế làm rõ, nhưng đến nay chưa có kết quả. Khi có kết quả trả lời của Bộ Y tế, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an sẽ chuyển đến Viện Kiểm sát cung cấp để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Khởi tố, bắt giam bà Hoàng Thị Hồng vì liên quan công ty Phát An Gia. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia lừa bán nhiều dự án ma cho hàng loạt khách hàng, mở rộng điều tra vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt giam Hoàng Thị Hồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia, trụ sở tại quận 9, viết tắt là công ty Phát An Gia. Ngày 11 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu PC03, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Hoàng Thị Hồng, 43 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, bị can Hoàng Thị Hồng đã câu kết với Hoàng Mạnh Cường, 35 tuổi, ngụ quận 9, giám đốc công ty Phát An Gia, đã bị khởi tố bắt giam từ tháng 10 năm 2021 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức phân lô bán nền đất trái phép cho nhiều khách hàng. Theo PC03, hiện PC03 đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Phát An Gia do bị can Hoàng Mạnh Cường làm giám đốc.
Theo đó, Hoàng Mạnh Cường đã tổ chức phân lô bán nền đất trái phép cho khoảng 120 khách hàng tại 5 dự án khu dân cư KDC gồm Central House đường 4, dự án khu dân cư đường 8, dự án khu dân cư Trường Lưu, khu dân cư Long Phước, dự án khu dân cư Võ Văn Hát. Theo đó, các dự án này đều không có thật trên địa bàn quận 9, đã thu và chiếm đoạt khoảng hơn 100 tỷ đồng. Theo PC03, kết quả mở rộng điều tra vụ án, được biết tại dự án khu dân cư Central House, đường 4 thuộc thửa đất số 925, 926, 953, 955, 956, 958, tờ bản đồ số 01, mục đích sử dụng đất là đất nông nghiệp, tổng diện tích đất là 5.912,5m2 tại phường Trường Thạnh, quận 9. Hoàng Thị Hồng cùng tham gia với Cường trong việc tổ chức thực hiện phân lô bán nền trái phép. Cụ thể, vào năm 2018, Hoàng Thị Hồng và Hoàng Mạnh Cường cùng góp tiền mỗi người 50% mua các thửa đất nêu trên. Sau khi mua đất, Hồng và Cường đã ký hợp đồng giao cho công ty Phát An Gia do Cường làm giám đốc độc quyền tự phân lô bán nền đất, thu tiền của khách hàng. Bà Hồng đã cùng với Cường ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án Central House đường 4 và thu tiền của 5 khách hàng với số tiền là khoảng 18 tỷ đồng. Với số tiền này, thì công ty Phát An Gia đã lập phiếu thu tiền, khách hàng nộp tiền mặt tại công ty Phát An Gia và chuyển vào tài khoản cá nhân của Hoàng Mạnh Cường. Sau đó tiếp tục ký các hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất này và nhận tiền của các cá nhân khác, tạo điều kiện cho Hoàng Mạnh Cường chiếm đoạt tiền của khách hàng mua nền đất tại dự án này. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra để xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Trước đó, vào cuối tháng 5 năm 2020, phóng viên từng phản ánh công ty Phát An Gia do ông Hoàng Mạnh Cường bị hàng chục khách hàng tố cáo vẽ ra dự án tự phân lô giao bán.